Theo Cục Cảnh sát Hình sự, cách đây hơn một năm, qua đeo bám địa bàn, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng chuyên tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng làng hội tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ngay sau đó, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã lãnh đạo các đơn vị, nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ ràng hoạt động của đường dây này. Đến ngày 8 tháng 10, đích thân Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cùng các thành viên trong ban chuyên án chia thành 10 mũi tiến công dây nắm, khám xét khẩn cấp 10 vị trí trong đường dây đánh bạc của nhóm Long. Đối tượng nắm đầu Nguyễn Hoàng Long, ảnh ca. Tại hiện trường, Bộ Công an nắm giữ 11 đối tượng do Long nắm đầu. Công an thu giữ tang chứng gồm hơn 4 tỷ đồng, hơn 100.000 đô la Mỹ, hàng chục trang bị điện tử như máy tính, điện thoại và hàng ngàn trang tài liệu in từ các trang tài khoản cá độ bóng đá. Tại cơ quan công an, đối tượng Long bước đầu khai nhận đã tổ chức đường dây đánh bạc và đánh bạc dưới cơ chế cá độ bóng đá trên trang web cá cược bóng đá bomi8.com và bomet.com, hai trang tài khoản cá độ Supermaster là và U12. Theo lời khai của các đối tượng, Long khai mạc cùng với dân chưa rõ ràng danh tính, tổ chức đánh bạc từ năm 2017 đến nay. Cả hai góp tiền và ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận, Long 70%, dân 30%. Đường dây này cá cược hơn 3.000 tỷ đồng.